Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Ngày hôm qua thì tôi có chia sẻ với các anh em về cái câu chuyện tình của tôi với vợ tôi, với một cái kỷ niệm rất đẹp, đấy chính là cái màn tỏ tình của tôi dành cho vợ tôi ở trên sóng của 23 Creative Tip. Thì hôm qua tôi sau khi tôi kể với anh em, tôi cũng rất muốn là xem lại cái video clip đó. Thế nên là sau khi mà tôi up xong cái video clip ngày hôm qua thì tôi cũng đã lên trên kênh 23 Creative Tip để tôi tìm lại cái video clip đó. Và rất là may mắn là cái video clip đó nó vẫn còn ở đấy anh em ạ. Tuy nhiên nó lại không may mắn cho lắm khi mà tôi vào trong video clip đó và tôi tìm đến cái đoạn mà tôi nói chuyện với cả vợ tôi. Thì rất là không may, cái video clip đó, toàn bộ video đã bị mất tiếng, bị tắt tiếng. YouTube nó đã tắt tiếng, đánh bản quyền do vi phạm cái bản quyền âm nhạc ở trên kênh 23 Gear Tip. Thực sự rất là đáng tiếc vì không xem lại được cái video clip đó. Cũng có khá nhiều anh em tò mò, cũng có tìm đến ở trên kênh 23 Gear Tip và cũng tìm ra cái video clip đó. Nhưng mà anh em cũng như tôi thôi, anh em sẽ không nghe được. Thực sự là tôi thì cũng có một chút gì đấy nó khá là tiếc nuối đấy. Nó là một cái kỷ niệm lưu giữ của hai vợ chồng tôi khi mà hai vợ chồng về chung một nhà và đã trải qua rất nhiều những thứ với một cái khoảng thời gian là gần chục năm. Khi mà chúng ta nhớ lại những cái kỷ niệm cũ và chúng ta có thể nghe lại, chúng ta chứng kiến lại những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm đẹp từ hồi hai vợ chồng còn trẻ cho đến bây giờ thì cũng đã có hai đứa con và cũng đã trải qua gần chục năm rồi. Thì tự nhiên lại thấy hai vợ chồng lại tình cảm hơn, lại yêu nhau hơn, đấy kiểu đấy. Hay là sau này có một cái sự trục trặc gì đấy, đấy mà có một cái câu chuyện, có một cái kỷ niệm như thế khi mà chúng ta xem lại thì nó lại bớt trục trặc hơn, đấy, chẳng hạn là như thế, ví dụ. Ngày trước thì tôi hay xem kênh 23 Creative lắm. Từ cái hồi mà còn Mimosa là tôi rất là hay xem kênh 23 Creative. Đấy, từ cái đời đầu ấy, từ hồi mà họ mới lập kênh 23 là tôi đã xem rồi, xem từ những cái hồi đầu tiên. Đấy, còn trước đấy khi mà những cái đội đầu tiên ấy của 23 Creative thành lập là trước đấy là tôi cũng đã xem. Tôi cũng không nhớ tên của cái kênh đấy nhưng mà tôi xem từ trước khi mà họ thành lập 23 Creative cơ. Đấy, từ hồi mà còn ở cái studio cũ, tôi nhớ là của VTC, hình như là cái đấy là của VTC. Thì có Mimosa này, rồi có cả Thích Béo ấy, đấy cái đợt đấy là chuyên xem họ bình luận Dota ở trên cái kênh đó. Thì sau này là họ tách ra làm ở kênh 23, là tôi cũng theo kênh 23 tôi xem thôi. Đấy, nhưng mà lâu rồi tôi cũng không có vào xem, do từ khi mà lấy vợ thì cái công việc nó nhiều quá nên là tôi không xem được kênh 23. Chỉ trừ khi là những cái giải đấu như là TI ấy thì tôi có xem. Đấy, như vừa rồi là có TI 11 là tôi có xem. 23 Creative thì tôi nghĩ là ở thời điểm hiện tại ấy, họ là cái kênh mà làm về Dota là hay nhất rồi. Có chuyên môn cao cũng như là những cái người làm người ta rất là chuyên nghiệp. Đấy, tổ chức chuyên nghiệp, livestream chuyên nghiệp và có chuyên môn cao trong cái lĩnh vực đấy. Nhưng mà cũng không biết là có phải là vì là cái lứa tuổi của tôi ấy, nó bị già rồi nên là kiểu thích cái lứa trước hơn. Cái lứa mà Mimosa này, rồi Hoàng Kỳ Anh thì rất hay. Đấy, Đức Kính, tôi rất thích xem cái lứa đấy. Còn sau cái đời này là cái đời ép mấy rồi thì tôi không biết. Nhưng mà cái đợt TI 11 vừa rồi tôi xem ấy thì tôi cảm thấy là tôi không có hợp với cả những cái cutter ở cái thời đại mới này lắm. Đó. Nó lại thế, nó lại có một gì đấy nó hơi hoài cổ nhưng mà mình cảm thấy là mình hợp với cái cách truyền đạt, cái cách nói chuyện của cái lứa cũ hơn. Không phải là chỉ có Mimosa là hay đâu mà gần như là những cái người còn lại ấy đều rất là hay. Tomia cũng khá là hay. Đấy, Hoàng Ký Anh, Đức Kính, rồi chú Mỹ Cát đều rất là kiểu rất là nhiệt ấy. Hồi đấy xem là vui lắm. Có những cái trận đấu rất là cảm xúc. Kênh đó cũng là một trong những kênh mà rất là hay nhưng mà tôi không hiểu sao nó lại không phát triển lên được. Sau bao nhiêu năm, từ cái hồi mà tôi còn chưa làm cái kênh Game Today này, trước đấy là họ đã làm được khoảng 5 năm rồi. Và bây giờ đến thời điểm hiện tại là họ cũng đã làm được cả chục năm rồi. Nhưng mà cái số lượng sub ấy, hoặc là cái số view ấy, nó cũng không tăng nhiều đâu.
đến thời điểm hiện tại live stream nếu mà giải đấu lớn thì nó cũng chỉ cỡ đâu đấy, nó kiểu TI nhá, là nó cũng chỉ mắc nó lên khoảng 3.000, 4.000 người xem ở trong cái thời điểm hiện tại. Thì nói chung là nếu mà với một cái kênh lớn ấy, một cái kênh vị thế là số 1 của Dota thì tôi thấy là họ gần như là họ không phát triển mấy, thậm chí nó còn kém hơn ngày trước. Đấy, mà bao nhiêu năm rồi khi mà tôi quay lại tôi xem thì họ vẫn chỉ khoảng đâu đấy 50k sắp thôi. Không biết là có phải là có một cái sự cố là dính bản quyền âm nhạc không. Đấy, có một, tôi nhớ là có một cái đợt họ bảo là họ dính bản quyền âm nhạc, họ đã phải bỏ một cái kênh đi. Hình như là cái bỏ chính là cái kênh 23 cái tip ấy mà tôi vừa mới kể cho anh em ấy. Đấy, sau đó thì chuyển sang thành kênh là 23 Dota, xong rồi gây dựng lại từ đầu. Hình như là cái kênh 23 cái liên tiếp bây giờ là họ không sử dụng nữa, do chắc là bị tắt kiếm tiền rồi, tôi đoán là như thế. Thường thì bị dính bản quyền ấy là gần như là kênh là bị chết, do làm sao kể cả không chết ấy thì cũng bị tụt tương tác thôi, cũng bị tụt tương tác nhiều luôn. Đấy, nên là chắc là họ bỏ. Thường những cái kênh mà bị dính vào cái danh sách đen của YouTube là họ sẽ bị bóp tương tác rất là nhiều, do dính bản quyền mà. Nên là họ bỏ, họ làm cái kênh mới, họ lấy cái tương tác. Ê à, căng ấy nhờ. Thế chết rồi. Ui, bị đẩy nhiều luôn này. Tay đái 8 máu á. Giờ mà lũ tôi cái con gấu nhỉ. Gấu tổ giờ còn một con nữa lên 2 sao. Hoặc xin trái trứng cũng được. Trận này nếu mà chúng ta giữ được máu ấy thì tôi sẽ câu cái con gấu tổ lên 3 sao. Đấy, tôi câu bằng Wizard. Ra hai con này là cũng khá là ok đấy. Ra sớm này được rồi. Nhưng mà có điều là nếu mà câu gấu tổ ấy thì nó sẽ hơi khó ở cả một cái là trận này có beat. Trận nào không có beat thì chúng ta câu dễ hơn, nó đỡ mất máu hơn. Còn trận nào có beat thì nó đẩy, cái tốc độ đẩy nó cũng kinh ấy. Không biết là có kịp câu gấu tổ không. Nếu mà không câu được 3 sao thì 2 sao cũng đủ chơi rồi mà. Con này khá là mạnh. Chỉ xem là bao giờ ra 2 sao thôi. Đến cuối game mới ra thì thôi chịu. Cố gắng là ra sớm cho tôi, cho tôi nhờ. Ok. Đây, nhẫn ma thuật này. Con này thì nói chung là đầu game thì cũng chưa có đồ cho nó đâu. Nếu mà đồ xanh này mà có cái búa xét ấy thì lấy cái món búa xét ngon hơn. Đấy. Nhưng mà không có búa xét thì có thể lấy cái nhẫn ma thuật này, nó cũng có tí đam. Còn nếu mà không có nhẫn ma thuật đi nữa thì còn cái giáp xoay này. Rồi còn cái tù và tăng mana đấy cũng được. Đó, lấy mấy cái món đấy thôi. Sau đó là tí nữa là kẹp metalite thôi. Chơi này chắc kẹp metalite với cả warlock là ngon nhất rồi. Ơ quên, hay Echo à. Nhưng mà thôi, tôi chắc là tôi cũng không phá chuỗi của nó đâu. Kệ nó đi. Cái vấn đề ấy là phá làm gì đâu. Chúng ta câu gấu ngon hơn. Ui giời. Nó ra quả trứng này. Thế thì ngon rồi. Ui giời. Thế thì ấm rồi đấy. Lên được 2 sao luôn à. Thậm chí là chúng ta không câu được ra cái con gấu thứ 3 cơ. Còn chưa kích 4 gấu mà chúng ta đã câu ra con gấu tổ rồi. Quá tuyệt vời. Lại nói về cái việc bản quyền âm nhạc ấy, thì tôi cũng xin chia sẻ cho các anh em đang làm YouTube, đang xem kênh của tôi. Cái âm nhạc ấy, nói chung là sau bao nhiêu năm mà tôi làm YouTube thì tôi mới có thể rút ra được một cái kết luận. Đấy là nếu mà không phải nhạc của mình thì tốt nhất là không nên dùng. Đấy. Kể cả là nhạc mua, bỏ tiền ra mua nhạc cũng không ăn thua. Bởi vì làm sao? Chúng ta mua, chúng ta có thời hạn. Chúng ta có thời hạn thôi. Khi mà chúng ta sử dụng một thời gian ấy, như là tôi này, tôi sử dụng là tôi có mua là 151. Đấy, tôi đóng 151 mà. Thì khi mà hết một năm mình không đóng ấy, thì sau cái lần không đóng đấy, thì khi mà chúng ta hết thời hạn một cái là họ là có thông báo bản quyền ngay ở trên cái video clip âm nhạc đấy.
sử dụng cái âm nhạc đó là sẽ bị thông báo ngay sau khi mà hết cái thời hạn. Tức là chúng ta vừa hết thời hạn là họ đã có cái dính bản quyền ở trên video rồi và đã coi như là chuyển doanh thu toàn bộ cho cái chủ sở hữu của âm nhạc rồi. Đấy. Thế nên là cái việc mà mua bản quyền chúng ta phải căn. Nó sẽ phải là căn cái việc là gì? Là khi mà ông sắp hết cái bản quyền đấy là ông phải biết được ông mua đúng thời hạn. Còn nếu mà ông không mua thì ông sẽ bị cảnh báo bản quyền. Và cái việc cảnh báo bản quyền đấy thì thực ra cái này nó không phải là gậy bản quyền, nhưng mà nó sẽ bị tắt kiếm tiền ở trên những cái video mà chúng ta sử dụng. Thế là trong cái khoảng thời gian ấy mà làm việc lại với cái vấn đề bản quyền ở trong video thì rõ ràng là chúng ta sẽ không được bật kiếm tiền ở video đó. Đấy. Và cái việc mà để từ một cái video bị cảnh báo bản quyền sau đó thì gỡ cái việc cảnh báo đấy nó rất là mất thời gian anh em ạ. Ví dụ như tôi nhá, tôi chỉ có quên trả tiền cái bản quyền âm nhạc trong khoảng một tuần thôi. Đấy. Là một năm tôi sản xuất được khoảng hơn 300 video ở trên kênh ấy, là cả 300 video đó đều bị cảnh báo bản quyền luôn. Và sau khi mà tôi đóng tiền bản quyền trở lại ấy, thì nó có một cái vấn đề, đấy chính là tôi phải đi gỡ từng video một. Tôi phải đi gỡ từng cái video một để tôi lấy lại cái bản quyền âm nhạc ở trên từng cái video. Ôi mẹ ơi, 300 cái video làm chắc là nó rơi vào đâu đấy nó khoảng một tuần nếu mà lười. Nhiều khi mình lười quá là mình bỏ luôn. Coi như là video đấy lâu quá rồi không có ai xem nữa thì thôi, tốt nhất là bỏ luôn, không có kiếm tiền ở trên video đấy nữa. Đấy, nó rất là mất thời gian. Năm vừa rồi tôi bị như thế mà, chán luôn. Mấy cái video cũ thì bỏ luôn, không thèm dùng nữa. Còn mấy cái video mới mới sản xuất ấy, vẫn có view, vẫn có người xem ấy, thì tôi mới gỡ cái bản quyền này thôi. Đấy là tôi mua ấy nhá. Còn với những anh em không mua ấy, thì nó có những cái nhạc mà nó sử dụng được free. Người ta ghi đấy là free cho mọi người. Đấy. Không có bản quyền, có thể sử dụng được. Nhưng mà nó lại không free các anh em ạ. Nó lại như này cơ. Tôi cũng dùng rồi. Đấy, tôi cũng ngoài cái nhạc mà tôi bỏ tiền ra mua, tôi cũng dùng nhạc free luôn. Thì cái nhạc free nó lại bị cái như này. Đấy là cái năm trước thì nó free. Đấy, nhưng mà tự nhiên đến một cái ngày đẹp trời nó lại không free cho anh em nữa. Nó lại thay đổi cái chính sách, nó không free nữa. Nó bắt là phải trả tiền. Thì tự nhiên là những cái video clip của mình sử dụng từ trước đến nay lại bị dính. Đấy, nó lại như thế. Thế là lại phải ngồi lại phải cắt từng video một. Bởi vì nếu mà không thì là phải mua thôi. Mà mua ấy thì nó cũng dính cái trường hợp là nếu mà mua thì sẽ phải là nó có cái, nó gọi là cái gì nhỉ, cái giấy chứng nhận ấy. Chúng ta phải làm cho từng video một, rất là mất thời gian. Thế là bây giờ ấy, một là dùng nhạc của chính bản thân mình, hai là gì, hai là có một cái kiểu khác, đấy chính là đặt hàng để nhạc sĩ họ sáng tác nhạc cho chúng ta và chúng ta mua đứt luôn cái bản nhạc đấy luôn, sử dụng luôn nó là nhạc của chính mình luôn. Đấy, nó chỉ có hai cái đấy thôi. Chứ còn những cái khác thì thôi. Trừ khi là các anh em kiểu sản xuất video theo kiểu là chất lượng cao, mà một tháng mới ra video một cái. Đấy, xong anh em mua bản quyền âm nhạc về, anh em làm phim chẳng hạn. Như thế thì lại được, bởi vì nó xử lý nó ít. Ví dụ một năm anh em chỉ ra được có khoảng 6 cái video thôi, nhưng mà 6 cái video triệu view ấy, thì nếu mà anh em có hết cái thời hạn bản quyền, anh em mua lại nó cũng dễ thôi mà, nó cũng nhanh. Đấy, nhưng mà nếu mà nó quá nhiều video, như kiểu có ông một ngày ông ra 4 cái thì rõ ràng là như thế nó sẽ rất là mất thời gian. Thằng này vẫn eco à? Ui dồi ôi, 36 máu. Chuỗi cộng 11 rồi vẫn eco này. Ok, cái con gấu này của tôi ấy, bây giờ nó lên 2 sao thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ giữ máu được rồi, nên là chúng ta đánh nó cũng không còn quá là vội vã đâu. Đây, như này đi. Hai gót. Trận này cũng có gót Warlock này. Trận này nhá, tôi sẽ chơi là Warlock kẹp với cả gót, kẹp với cả gấu. Bây giờ là cái bọn gấu này nó kẹp được với gót đấy anh em ạ. Đấy, nó kẹp được với gót vào nó cũng giảm cooldown của cái tung skill của con gấu. Gấu sẽ tung skill liên tục nếu mà kẹp được 4 gót. Nó cũng giống như việc gấu giết người luôn ấy. Gấu giết người là được coi như là
giống như kiểu cái refresh orb đúng không? Đấy, cái RO ấy. Thì bây giờ kẹp gót vào thì cái cooldown của nó cũng như là thế. Chỉ cần một lần tung trưởng thôi là nó cũng sẽ tung trưởng liên tục thôi. Nhất là cái con gấu bố này. Con gấu bố này khi nó tung trưởng thì nó sẽ chạy linh tinh. Nó sẽ lé được rất nhiều những cái đòn đánh tay rồi cũng như là trưởng. Nó sẽ lé được. Con này nó không có cái trạng thái bất tử khi mà nó sử dụng skill đâu nhá. Anh em nhá, lưu ý là cái con gấu này nó chỉ lé được đánh tay thôi. Chứ còn nếu mà nó bị dính trưởng AOE như kiểu con Thunder Spirit hay con già ấy, là trong cái lúc mà nó tung trưởng nó vẫn bị. Đấy. Có con ở trong những cái con gấu ấy thì nó có hai con là ở đạt cái trạng thái bất tử khi mà tung trưởng, đấy là cái con gấu Assassin và con gấu Mết. Đấy, khi mà cái thời gian tung trưởng ấy, như là con gấu Mết là cái thời gian nó lướt, và cái con gấu gấu Assassin là cái thời gian mà nó chém ấy là nó sẽ đạt cái trạng thái là bất tử ở trong cái khoảng thời gian đấy. Còn cái con này thì không nhá, con này thì nó chỉ lé được những cái đòn đánh tay thôi. Còn những cái đòn mà bắn trưởng AOE ấy, thì nó vẫn sẽ bị dính trưởng. Ngoài ra có một cái con khác, đấy là cái con cáo ấy. Con cáo thì trong lúc nó lăn thì nó cũng sẽ dính toàn bộ đam vật lý cũng như là đam từ phép nha anh em nhá. Tức là nó sẽ dính hết ấy, chứ nó không lé được cái gì đâu. Đấy, chỉ có con người nước này, các cái con mà không phải con gấu thì con người nước là có thể lé được. Khi mà nó lướt thì nó sẽ lé được cả trưởng lẫn những cái đòn đánh tay. Con người nước. Còn con nữa là con bọ cạp. Con bọ cạp thì cũng có thể lé được. Đó, đó là những cái con mà khi mà tung trưởng nó sẽ lè được những cái đòn đánh của đối thủ. Mãi chưa ra cho tôi thêm mấy con Meteorite nhỉ anh em nhỉ. Tôi có Wizard ở đây rồi mà tôi chưa có Meteorite để kích hoạt. Hay là không biết là mình có bị bỏ sót cái con nào không. Con phong vũ ấy. Meteorite phong vũ thôi. Chuyện này thì chúng ta đang đánh là chờ con phong vũ đó để đủ bộ đó. Thêm một con gấu nữa thì tốt, còn không là lên 9 là cũng đủ bộ rồi. Chưa thấy phong vũ đâu anh em ạ. Để tôi up cấp lên rồi tôi roll kiếm phong vũ anh em nhá. Chán nhỉ. À đây rồi, gót đây này, đủ gót rồi, 4 gót đã. Bây giờ thiếu con phong vũ đủ bộ. 4 warlock này. Phong vũ lên 10. Lên 10 là đủ bộ. Ok, lấy cái ban ơn nhé. Có cái món này con gấu nó sẽ khó chết hơn. Cấm đánh thì tôi nghĩ là không cần đâu. Chuyện này beat thì cấm đánh được một con cũng chán thua. Beat khá là xanh đấy. Bây giờ chuối cộng 10 rồi kìa. Beat là họ chơi beat đẻ cơ. Chứ họ không có chơi beat kiểu beat Kira. Không chơi beat Kira nên là cầm cái cấm đánh nó hơi phí. Con Warlock là đồ ngon đấy nhờ. Ánh mắt của Ares rồi vương miệng, toàn món đồ trấn luôn, này ngon đấy. Phong vũ này, ok, ra hơi muộn đấy. Nhưng mà có còn hơn không. Rồi, thế là chúng ta sẽ có 4 Meteorite. 4 Meteorite là ngon rồi. 4 Meteorite kết hợp với 4 God, 2 Warlock thôi. Tạm thời này đi, bao giờ lên 10 thì chúng ta sẽ có 4 Warlock. 2 Warlock được rồi. Bây giờ 2 Warlock của chúng ta vẫn còn là 15% hút máu. Chứ còn sau update ấy, cái update tiếp theo nó chỉ còn có 5% thôi anh em ạ. Đúng là Warlock xuống đáy xã hội. Tôi không hiểu sao họ lại giảm xuống là chỉ còn có 5% hút máu. 5% thì nó có cái ý nghĩa gì nhỉ?
hai Warlock kẹp vào được có 5% hút máu. Trong khi đấy thì cái bộ Witcher trông có vẻ như là còn được bắp thêm. Tôi đọc update thì thấy là có vẻ là như thế, còn cũng chưa biết được là thế nào. Nhưng mà Warlock mà chỉ còn 5% hút máu thì chắc là chả ai chơi hai Warlock cả. Không kẹp, ví dụ bộ Beat ấy, ngày trước là 15% thì thường nó sẽ kẹp hai Glacier. Nó sẽ có cái con Doctor vào là vừa có Glacier vừa có Warlock luôn. Mà bây giờ cái Warlock thì nó gần như là nó không hút máu được nữa rồi. Mà cái bộ Warlock ấy, tôi thấy là mấy cái update gần đây là toàn là lép cái bộ này thôi. Từ lép cái con ác mộng xong rồi lép trực tiếp vào bộ Warlock. Đấy. Lép từ cái việc là bây giờ là hút máu là phải là Warlock mới hút được máu, chứ còn mấy cái con ở tộc khác thì nó chỉ được hưởng 4 Warlock thôi. Đấy, còn con ác mộng thì giảm đam rồi giảm tốc độ ra chiêu các kiểu rồi, bây giờ yếu quá rồi, đúng kiểu đáy xã hội luôn. Không hiểu là có như là thâm thù đại hận gì với cả nhà phát hành. Nó ghét đến cái mức độ mà nó đã không ai chơi rồi, đã yếu lắm rồi, không ai động đến rồi mà rồi cuối cùng vẫn bị lép. Không hiểu kiểu gì luôn. Thấy một cách vô lý ở trong cái trò chơi này, cái sự cân bằng của nó không biết là cân bằng ở đâu. Thật sự là cái bộ này nó đâu đến nỗi mà nó phải bị như thế nhá. Trước đây thì công nhận là meta trước thì cái bộ này đúng là khó chịu thật. Cách đây khoảng 2 mùa gì đấy thì cái bộ này thực sự là rất khó chịu. Nhà nhà ác mộng, người người ác mộng thôi. Rất nhiều người chơi cái bộ Warlock này để leo rank. Nhưng mà sau khi mà một loạt những cái thay đổi từ cái bộ Witcher được bắp lên thì cái bộ này bây giờ có ai chơi đâu. Thay đổi về đồ các thứ là bây giờ là không ai chơi rồi. Ơ, ok, từ từ nhá. Cắt chuỗi 12 cộng. Được đấy, ok. Tôi tưởng cắt được chuỗi, cuối cùng nó vẫn thua. Điều thật. Ui vãi, biết to thế nhở. Chuỗi cộng 13 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại rồi. Thế là cuối cùng là tôi cũng chưa cắt được chuỗi của nó. Gấu này chắc phải thêm chút đồ nữa thì mới ăn được. Sau cái round này sẽ đổi đồ cam. Vừa nãy tôi chưa đổi đồ cam bởi vì là có cái thằng Saman ấy không dám đổi đồ cam anh em ạ. Phải giữ lại mấy cái món hồi máu, cái chén thánh với cả cái quả cầu vực thẳm là phải giữ lại rồi. Nên là những cái món đồ còn lại nó không đủ để đổi. Nên là thôi, chúng ta đợi đến round 25 này đổi là vừa. Dù sao thì chúng ta vẫn giữ được máu, vẫn 50 máu, ok rồi. Beat trận này đẩy căng phết đấy anh em ạ. Nhà to mà chơi kiểu siêu đẻ, beat siêu đẻ. Sách xiển các thứ ghê. Nói chung là beat mà xanh nó đẩy kinh lắm. May mà con gấu nó còn giữ được máu của tôi đấy. Ánh mắt Ares này được này. Thế thì lại ngon quá nhở. Những cái đồ còn lại đủ đồ cam à. Đổi tất. Vứt hết. Ok. À ui dồi ôi, bạn chết với tôi. Rồi bạn qua đây. Bạn qua đây, bạn qua đây. Bạn qua ngay đây. Hay quá nhở. Được đấy, ra chấn rồi. Thực ra cái bây giờ có cái ánh mắt Ares ấy, nó cũng là một trong những cái chấn của mấy cái con bắn trưởng đấy anh em ạ. Mấy con bắn trưởng AoE rất là thích chơi cái đấy. Nó giảm hồi máu cái AoE của nó ấy, là cực kỳ kinh khủng. Cái món này nhiều anh em chơi, anh em đọc cái mô tả của nó ấy, nó sẽ là tăng cái khả năng hồi máu của tướng của chúng ta đúng không? Nhưng mà không phải đâu, nó dịch sai đấy anh em. Đó là cái món đồ chống hồi máu của tướng địch nha anh em nhá. Đây này, ví dụ thằng này Warlock đúng không? Đấy, tôi có cái ánh mắt Ares, tôi sẽ chống cái hồi máu của thằng này. Nó sẽ không hồi máu được, anh em thấy không? Giảm hồi máu cực kỳ kinh khủng luôn. Đấy, bây giờ đến con ác mộng. Nó sẽ không hồi máu được. Nếu mà dính cái ánh mắt Ares này là nó sẽ không hồi máu được. Thấy không? Đó. Cái dịch thuật của con game này nó hơi bị lỗi anh em ạ. Rất may mà có ánh mắt Ares đấy, để chơi với cái thằng God Warlock ấy.
Đấy, không hồi máu tí nào luôn nhá, anh em thấy không? Nó chỉ có thể hấp thụ máu của tôi thôi, chứ nó không thể hồi máu được của nó. Còn game không biết bao nhiêu năm rồi mà dịch thuật nó vẫn rất là lằng nhằng. Kiểu như dùng Google để dịch ấy, rất là ảo luôn. Chỉ có những cái người chơi người ta cảm nhận, người ta kiểu người ta chơi, người ta tìm hiểu, người ta mới biết được thôi. Chứ còn nếu mà để mà đọc cái mô tả ấy, thì nói chung là bó tay luôn. Đấy, mà bây giờ bảo người mới chơi, người ta vào người ta chơi đã coi như là lắm tướng rồi, lắm skill rồi, nhiều chiến thuật rồi, bao nhiêu là coi như là đội hình kết hợp các thứ các kiểu, bao nhiêu hệ tộc. Thế mà rồi cuối cùng là còn đọc nó còn chả hiểu cái gì. Thế thì làm sao mà người ta có thể chơi được. Nói chung là quá khó anh em ạ. Đấy, thằng này vô tư, tôi vẫn giữ lại cái món đồ quan trọng để chiến với thằng này. Nhà Tam, thứ nhất là có khả năng hồi máu, thứ hai là gì, có khả năng kháng phép. Không sợ Saman, 6 Saman thì cũng vô tư. Suýt thua. Ok, đủ đồ rồi. Bây giờ gặp lại, cho gặp lại thằng Bít cái mà ăn được không? Bây giờ đồ là ngon rồi đấy. Trong những cái cú lướt nó sẽ hồi máu cực kỳ kinh khủng, đến từ vị trí ở cái vương miệng. Vừa lướt vừa đốt vương miệng luôn. Ok, thôi bây giờ lui mấy con Metalit 3 sao thôi anh em ạ. Xong rồi. Kinh nhỉ. Cái thằng Beat kìa, anh em nhìn kìa, dã man. Chuỗi 15 trận thắng liên tiếp cháy vàng khè mà còn 100% máu. Mới rao 28. Rao 28 đi gần hết rồi. Có mỗi tôi là ra cái con gấu sống lên bây giờ. Bọn kia kể cả cái thằng Saman ấy nhá, cái thằng mà được cho là counter vào Beat ấy, nó cũng không counter được. Nó kẹp cá rồi, lên được 10 kẹp được 4 cá rồi thì chịu rồi. Xong rồi. Trận đấu rất là nhanh luôn đấy. Ok, tôi tiếp tới là chúng ta sẽ đổi một cái món đồ cam nữa anh em nhé. Nên là cứ đồ này cũng không phải rèn gì đâu. Đổi thêm món đồ cam. Ơ, cái gì đấy? Hình như là tôi vừa cắt chuỗi của nó đúng không? Đúng thật. Tự nhiên 50 tiền. Hay, ngon quá nhở. Kẹp 4 cá rồi vẫn ăn được à? Được đấy. Ui giời ơi, tôi lại không được chứng kiến cái pha cắt chuỗi. Nó đã đánh với cái bóng anh em ạ. Ui giời ơi, nó gặp cái bóng của tôi, xong rồi cái bóng của tôi là cắt được chuỗi. Thế thì là ăn được rồi. Ngon. Được đấy. Đây rồi, gặp lại rồi. Kẹp 4 cá vẫn ăn bình thường nhá. À, thằng này nó kẹp con gấu ở dưới để nó bắt tôi. Thôi chết, tôi chói rồi kìa. Ui, kẹp 4 cá. Ui rồi ui, vãi đái à. Vừa lấy nó có con gấu nó chói lại. Trời ơi, sao nó đẩy tôi kinh thế. Đẩy quả gần đi ạ. Còn nó 24 máu, một round nữa đi. Cái round vừa rồi mất 26 đúng không? Cái round nữa gặp lại là đi á. Khó chịu nhỉ. Bây giờ thêm đồ gì? Bây giờ phải cho cái thằng bết nó chết đi. Cái thằng bết nó chết đi, tôi còn vứt cái quả cầu vực thẳm nó thay vào một cái món đồ gì đấy mà nó phải thật sự, nó phải trâu. Kiểu giáp xương hay là giáp phản gì đấy thì nó mới ngon được. Giáp xoay nữa, giáp xoay cũng ngon. Nói chung là đồ phải trâu trâu một tí. Chứ mà bây giờ đang có đồ kháng phép vào người nó cũng chưa trâu, thiếu hai món đồ. Con này nó vẫn chưa tối thượng ở đâu. Cảm giác là tối thượng nhưng mà nó lại không tối thượng được nếu mà bị trói. Bao giờ mà bị trói mà vẫn không chết được ấy thì lúc đấy là mới gọi là bất tử.
bộ này bây giờ khá là uy tín đấy. Kẹp với 4 gót với cả 4 vua lóc là được rồi, khỏe. Ok, giáp trừ tà này. Ổn đấy. Bỏ quả cầu vực thẳm đi thì chúng ta sẽ có đổi được một cái đồ tím. Nhưng mà thôi, tôi muốn đổi đồ cam cơ. Với cả tôi cũng chưa muốn đổi bởi vì là cái thằng Saman nó vẫn chưa chết anh em ạ. Đợi Saman đã. Saman đi đã rồi tính. Saman chưa đi, chưa dám đổi đâu. Ok. Chắc bán God of Light đi để tôi mua con Doctor. Rồi gặp lại Saman này. Lốt trận này đi. Rồi kết liễu đi. 9 máu. 9 máu chắc chưa đi. Thằng này nó chỉ lọt một con thôi. Con này nó có 2 tiền nên là nó đẩy chắc là nó cũng chỉ được 4 giọt thôi anh em ạ. Bộ này lọt được một con. Nhưng mà chắc là lao sau đi rồi đấy. Lao sau đi rồi. Gặp rồi tôi rèn luôn. Thôi, round này rèn đã nhá anh em nhá. Rèn đồ cam đã. Sẽ không gặp lại thằng Saman nữa đâu. Thằng Saman sẽ đứt cửa round sau thôi. Gặp thằng Beat nó kẹp 4 cá rồi. Ui, vẫn thiếu một đồ à? Thế thôi. Từ từ đã. Chưa anh em ạ, thiếu một đồ. Rèn là phải rèn đồ cam chứ không rèn đồ tím. Tầm này rèn đồ cam thôi. Hy vọng sống sót ra này. Vãi đái lắm sách thế. Ui mẹ ơi, thằng này mấy quyển sách vậy? Trông căng vậy. Nhưng lần này chắc ăn được rồi. Lần này không bị gấu chói thì ăn được rồi. Đấy, đi rồi kìa. Rồi, sẽ có một cái món đồ cam tiếp theo. Đổi luôn đồ cam thôi. Ui dồi ôi, quá ngon. Hay quá. Khiên thiên thể chứ còn gì nữa. Chắc chắn nó là cái khiên rồi. Nó sẽ giảm cái lượng đam đến từ vị trí của những cái con beat. Giảm đam nhiều luôn đấy. Cái bọn beat này nó mạnh nhất là cái stack đam. Chúng ta có cái giảm stack đam. Ui thằng này cũng có chống hồi máu này. Unicorn cầm chống hồi máu à? Phải giết chết con Unicorn sớm. Lé sang này đi. Không nó lại không cho hồi máu ôi chết. Vãi đái thật. Lắm thế. Châu đông chưa kìa. Kẹp 4 cá rồi. Được không, được không? Ui, bị trói rồi. Ui, chết rồi. Lướt, lại lướt được, lại lướt được. Ờ, thế thì lại không chết cơ. Unicorn nó vẫn sống à. Nhưng mà tôi có cái giáp giải anh em ạ. Nếu mà bị bắn vào mà giải ra thì nó vẫn hồi máu được. Có giáp trừ tà rồi. Được đấy. Mà trận này có vẻ sẽ kéo dài. Mới đào chỉ đánh được có 4 máu đối thủ. Tôi nghĩ là trận này sẽ kéo dài đấy. Một là tôi chết, hai là trận đấu sẽ kéo dài thêm khoảng chục round. Tôi nghĩ là phải chục round nữa. Đến rơi vào tầm khoảng 44 thì mới hết được trận đấu ấy. Thật đấy. Mỗi round mất có 4 máu đấy mà. Làm nào để đối thủ mất được nhiều máu trong một round hơn không? Chắc là không. Cách duy nhất để có thể kết thúc trận đấu sớm đấy là đối thủ giết chết tôi. Đối thủ đấm tôi thôi. Còn nếu mà để tôi đấm thì sẽ lâu ấy.
Ua, này lắm sách ấy nhở. Sao quyển vậy? RO cho gấu. RO cộng sách. Vậy này. Ui, con gấu của tôi sắp chết rồi kìa. Đâu rồi? Chả nhìn thấy gì luôn. Nó đông quá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đã phát hiện ra gấu của tôi đây rồi. Đối thủ bắt đầu thấy khó chịu chưa nhỉ? Cảm giác không bắt con gấu của tôi thì cũng hơi khó chịu đấy. Anh em nhìn kìa. Luồn lách. Được đấy. Cảm giác như bây giờ có cái, sau khi mà có cái giáp, có cái khiên ấy, thấy nó bất tử thật sự. Anh em có thấy là có cái khiên nó mạnh hẳn lên không? Bây giờ cứ ra quái tôi sẽ câu thêm để có thể ra cái con gấu này 3 sao nha anh em nhé. Thử một lần 3 sao nào. Trận này chúng ta cũng có thể chuyển về 6 lock. Nếu mà đối thủ có thể là ăn được cái bộ này thì tôi sẽ chuyển về 6 lock. Ác mộng 3. Đấy. Kira. Kira được đấy nhỉ. Kira được á. Nhưng mà lại vừa bán ấy con ấy rồi. Con Villa Master tôi vừa bán đi rồi. Bán về lo bố rồi. Có cái xích cũng ngon nhá. Chuyện này nếu mà lấy xích thì trói được. Nhưng mà Kira thì vẫn uy tín. Kira nó sẽ làm cho con gấu trâu. Trâu hơn. Vân vân quá nhỉ. Thôi chọn Kira vậy. Tôi nghĩ là lấy cái Kira này tí nữa kiếm lại con Phelom xong rồi cho con gấu nó ăn những cái con kiểu mấy cái con vớ vẩn như kiểu con God of Light hay là con God of War ấy, mấy cái con đấy luốt vào thêm tí máu. Được không? Gấu 3 sao trâu mà. Ủa, trông đông ý nhở. Thật đấy, nó lấy toàn đồ gọi đệ thôi. Lấy cả gương, mấy cái gương liền. Xong rồi lấy cả sách. Nhưng mà tôi giải tán hết. chả mất tí máu nào luôn. Bất tử thật sự. Giải tán hết. Giải tán hết. Chả mất tí máu nào cả. Đồ chuẩn rồi anh em ạ. Đồ mặc dù nó là những cái món đồ xanh dương, nó là những cái món đồ tím, nhưng mà nó lại là cực chuẩn. Đồ nó cực chuẩn luôn. Ánh mắt Ares. Chấn phái của đấy anh em ạ. Từ từ đã. Lock lại. Đồ gấu bây giờ chuẩn rồi. Bây giờ không thay đổi được bất cứ cái gì nữa. Bây giờ tôi cũng không có mong thêm món đồ cam gì nữa cả. Bởi vì bây giờ nó quá đủ rồi. Bây giờ làm nào để kết thúc trận đấu trước thôi. Sớm thôi. Không về late game thì cái bộ beat này nó dồn đồ cho nhiều con mà. Mà tôi thì chỉ có mỗi con gấu dùng được thôi. Có hay chăng là thêm con Phong Vũ. Cực kỳ khỏe luôn. Đồ chuẩn đấy anh em ạ. Đồ chuẩn đấy. Bây giờ có thay đổi thì chắc là vứt cái Kira đi xong rồi thay món đồ cam nữa là xong. Đấy. Kiếm mãi ra Velom nhỉ. Ui dồi, Phong Vũ này có khi là 3 sao đấy. À đây rồi. Từ từ nha, xem nào. Dạ, ok chưa? Cái này đi. Tí nữa cho con Velom vào thay cho con Ác Mộng đi. Hết slot rồi anh em ạ. Còn những cái slot như của con Dark Spirit với cả cái con Battleman này tôi sẽ không bỏ đi đâu. Hai con đấy tí nữa nó clear cái bọn beat này nó nhanh. Con Ác Mộng thôi khỏi chơi đi. Con gấu tôi thấy là cánh rồi. Chả cần Ác Mộng.
Ác mộng chưa chắc đã thắng đầu, có khi là chuyển sang ác mộng ua lóc, có khi vớ vẩn lại thua. Thua ngược ấy. Cứ để cái này ngon hơn. Đây rồi. Thôi không chơi ác mộng. Kiếm con đắt 2, con Battleman 2 sao vào là xong. Ok. Đấy, xếp lùi vào đây thì hiến tê cái. Mấy cái con không dùng đến thì vứt đi thôi, cũng chả để làm gì. Có để nó ở ngoài thì nó cũng chết luôn, nhưng mà gặp beat thì chết luôn, nhưng làm sao mà đỡ được. Để đấy hiến tế cho con gấu nó nhiều máu hơn. Đấy, gấu bây giờ là 3k5 máu rồi. 3k5 máu thì không thể là dồn chết được tôi. Ui, tôi chết rồi. Ui, cẩn thận, cẩn thận. Đừng có để nó chói. Ui, chói liên tục kia. Vẫn sống á. Ui, 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 sợ thế. Tăng stacking ấy, nhưng mà tớ hồi máu lại rồi. Đối thủ bất lực luôn đấy anh em ạ. Đối thủ bất lực thật sự luôn. Không làm gì được ấy. Thề. Nhìn con gấu bất tử thật sự. Vả hộ cái. Rồi, dần dần là đến cái giây phút là chia đôi máu rồi anh em ạ. Tốc độ trận đấu nhanh hơn rồi đấy. Rao sau đối thủ chỉ còn là 5 máu thôi. Vậy là rao sau nữa chết 42 rao. Sẽ có 42 rao trong trận đấu này không? Quên mất là cái con gấu tổ ấy, nó chỉ có 2 tiền thôi, nên là nó chỉ có thể lút được cái con God of War với con God of Light thôi anh em ạ. Lút được có 2 con. Đều đặt. Khỏe nha. Cái con này mà nó kẹp God vào nó lướt liên tục anh em ạ. Nó đủ mana phát nó lướt liên tục luôn. Nó không cần phải hiệu ứng của con gấu luôn. Kẹp 4 God là gấu lướt liên tục. Rất là hay. Trong lúc lướt nó lé bao nhiêu những cái trưởng vật lý rồi. Xích à? Được. Bây giờ lấy cái xích thôi. Xích này chắc từ từ nhá, để xem nào. Cho đát đi. Ok. Rồi thế thôi. Đồ thế được rồi, đồ ngon rồi anh em ạ. Không muốn đổi chuyển đồ cam nữa. Đồ con gấu thế được rồi. Đẻ nhiều đấy, đẻ nhiều đấy. Nhưng mà rồi sao? Hai cuốn sách của chúng tôi thì cũng thế thôi anh em ạ. RO gấu à, sách gấu à. Chồng. Không trói nổi con gấu này luôn. Mặc dù bây giờ ấy, nói chung là chỉ cần là con gấu này nó bị trói trúng thôi và nó đứng im đến chết ấy thì là tôi đi luôn, nhưng mà không. Bây giờ gấu này nó có cả phản rồi. Vớ vẩn lại còn trói lại bị phản lại. Rồi, ra cuối đây rồi. Rồi, xả hết tiền anh em nhá. Kiếm con đắt 2 ấy nhá. Phong Vũ còn một con nữa này. Đối thủ hỏi làm sao giết được đây, chịu rồi. Tôi, chính tôi ấy, chơi cái bộ này và tôi cũng không biết là làm nào giết được rồi. Anh em mà biết cách giết cái con này thì anh em bảo tôi nhá, anh em comment nhá. Chứ là tôi chịu đấy. Chồng bất tử vậy lại. Đối thủ bất lực luôn. Kẹp 4 cá rồi, Tsunami 2 sao rồi, Siren 2 sao, các kiểu rồi. Nói chung là cái bộ nó full rồi. Sức mạnh của nó là tối thượng rồi. Vẫn không giết được. Ok bạn ơi, thôi. Nói chung là cái trận đấu này nó đã kết thúc ở đấy. Kết thúc từ cách đây khoảng 10 round rồi. Ok. Lần này còn lọc 2 con á. Thề. Khỏe là sự. Không thể tin được. Liệu đây có phải là cái lý do mà nó giảm sức mạnh của Warlock không nhỉ anh em nhỉ? Đấy, nó cứ điêu điêu kiểu gì. Rất có thể. Đó chính là cái lý do. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái, mời anh em đến với cái bộ God kết hợp với cả Feather.
dồn toàn bộ đồ cho cây. Mà còn đánh ở level 12 cơ, cực kỳ tối thượng nha anh em nhá. Hay lắm anh em cứ tin tôi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, nó vẫn là cái bộ god thôi. Đây là meta god mà, nên là tôi sẽ chơi rất nhiều các cái bộ god khác nhau. Đấy, và ở bên phải nó là cái bộ god beat nha anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.